Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử loài người, trà hiện hữu từ rất sớm và nhanh chóng trở thành loại thức uống được nhiều nơi trên thế giới ưa chuộng. Với các cổ nhân, trà như một thức uống có sự giao thoa của đất và trời. Giống như những kỳ quan trên thế giới, nó cũng ẩn chứa những bí ẩn đặc biệt. Tại Việt Nam, cây trà đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước. Người Việt có lẽ cũng bắt đầu uống trà từ đó. Trải qua thời gian, chén trà thậm chí còn mang theo sự phong phú muôn màu của văn hóa và đời sống xã hội. Nhưng không chỉ là văn hóa, trong trà còn hàm chứa những triết lý nhân sinh sâu sắc mà người ta vẫn thường có câu, thiền trà nhất vị. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Dưới Bóng Bồ Đề. Kính thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta có câu khách đến chơi nhà nhất định phải pha trà thết đãi. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức một ly trà để chúng ta bắt đầu câu chuyện. Có lẽ không biết từ bao giờ chén trà đã rất quen thuộc trong văn hóa phương Đông cũng như là văn hóa của mỗi gia đình người Việt Nam nói riêng. Và trong Phật giáo thì cũng có câu là thiền trà nhất vị. Khi nhấp một chén trà như thế này, có lẽ người ta sẽ chậm lại một chút để lắng lại trong mình nhiều điều và để suy ngẫm về những triết lý sống trong cuộc đời mình. Và ngày hôm nay, người pha trà, người nói với chúng ta câu chuyện về thiền trà xin được giới thiệu với quý vị nghệ nhân Hoàng Anh Sướng, người đã có truyền thống gia đình rất lâu năm, đã 6 đời nghiên cứu về trà Việt và khôi phục lại nghệ thuật gốc gác của trà Việt Nam. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với nghệ nhân Hoàng Anh Sướng ạ. Xin chào chị. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dưới Bóng Bồ Đề. Vâng, thưa anh Sướng, cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ là quý vị khán giả đều muốn biết đó chính là cái văn hóa uống trà của người Việt Nam thì bắt đầu từ bao giờ ạ? Văn hóa uống trà Việt Nam thì có từ ngàn đời rồi. Việt Nam chúng ta là một trong những nơi phát tích đầu tiên của trà thế giới. Năm 1908 thì có một đoàn khảo cứu, họ đã phát hiện ra những cái lá trà và thân cây trà hóa thạch ở đất tổ Phú Thọ Hùng Vương. Và sau khi phân tích những mẫu trà này thì người ta kết luận là cây trà xuất hiện ở Việt Nam từ thời Đỗ Xuân Vi, tức là văn hóa Hòa Bình, cách đây khoảng 10 vạn năm. Đặc biệt là năm 1972 thì giáo sư Trần Quốc Vượng cùng với một số nhà khảo cổ của Pháp, họ đã phát hiện ra những cánh rừng trà cổ thụ khoảng 40.000 cây ở suối Giàng của tỉnh Yên Bái. Thì đây là một trong những cái minh chứng sinh động nhất để chứng minh rằng Việt Nam chúng ta là một chiếc nôi trà cổ thế giới. Và ngay Trung Hoa là một chiếc nôi trà đồ sộ, nhưng cũng không hề có những cây trà cổ thụ nào ở Việt Nam. Một điều đặc biệt thứ ba là Việt Nam chúng ta đã và đang sở hữu một cách uống trà có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. Đó chính là bát trà tươi, bình rượu chân quê. Như chị biết thì đối với người nông dân Việt Nam thì chén trà là đồ câu chuyện. Khách đến chơi nhà thì người ta kê một cái chõng tre hoặc giả một chiếc hoa đồ hẹ và họ rót cái bát trà tươi ấy ra cái bát đàn, tức là cái bát ăn cơm nhưng mà chế tác riêng để uống trà. Người ta có thể nói chuyện về mùa màng cày cấy, chuyện học hành con em, chuyện những tình thế thái, và qua những câu chuyện đó thì cái tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Sau này khi cái bát trà tươi ấy du nhập vào kinh kỳ Thanh Long thì người Thăng Long với cái sự cầu kỳ, sự tinh tế đã phả vào đó những cái nét đặc thẩm mỹ và nâng nó lên thành một nghệ thuật. Và đặc biệt là trong cái lịch sử phong kiến của Việt Nam thì có một vị chúa rất nổi tiếng cả trong lịch sử lẫn trong nghệ thuật thưởng trà, đó là chúa Trịnh Sâm. Mà chị biết là chúa Trịnh Sâm sành trà đến độ là mỗi khi thưởng trà vào sáng sớm mùa hạ thì ngài hay sai những người cung nữ của mình mang những bình gốm đi ra Hồ Tây. Hồ Tây vào mùa hạ thì rất nhiều những cánh đồng sen, và những thiếu nữ đó sẽ đi chèo thuyền ra Hồ Tây và gạt từng những giọt sương đọng trên lá sen để lấy nước pha trà. Và nhiều khi tôi ngồi thiền, tôi hình dung rằng là chắc là những cái cung nữ ấy phải gạt hàng ngàn giọt sương đọng trên hàng ngàn lá sen mới đủ một lượng nước để pha trà. Vâng, dù là theo cái phong cách nào thì cũng không thể phủ nhận được chén trà nó giống như là cây cầu nối giữa các thế hệ và nó kết nối văn hóa giữa các thế hệ với nhau. Có cái điều gì khác biệt trong việc uống trà xưa và trà nay qua thời gian anh nghiên cứu và anh trải nghiệm thực tế thì anh nhận xét như thế nào? Chị biết là đối với cái tầng lớp phong lưu kiến người xưa thì thưởng trà là cả một nghệ thuật và nó vô cùng cầu kỳ.
người ta phải đề vào đó rất nhiều những tâm ý. Người xưa tổng kết một câu rất nổi tiếng, đó là nhất thủy, nhị trà, tam pha, tứ ấm. Muốn có một chén trà ngon thì theo quan niệm của người xưa thì số 1 là nước pha trà phải ngon, đó là nhất thủy. Nhị trà, thứ 2 là trà ngon. Tam pha, thứ 3 là người pha. Tứ ấm, thứ 4 là bộ đồ trà. Và vì thế thì cái nghệ thuật thưởng trà này của tầng lớp vua chúa phong lưu quyền quý ngày xưa đã chứa đựng rất nhiều những vẻ đẹp thẩm mỹ và cũng chứa đựng rất nhiều những triết lý sâu xa. Trở lại lịch sử trà thế giới, trà đã xuất hiện và thịnh hành tại Trung Quốc từ cách đây hàng nghìn năm. Giai đoạn đầu khi trà được khám phá ra, nó được dùng chủ yếu làm thức uống thanh nhiệt và giải độc. Bởi trong lá trà có chứa một hàm lượng lớn caffeine, có thể giúp cho người uống trà có được đầu óc tỉnh táo và tâm trí sáng suốt. Dần dần, việc thưởng trà đã phát triển lên thành một môn nghệ thuật. Vào thế kỷ thứ 6, tri thức về các loại trà và sản xuất trà đã truyền từ Trung Quốc sang Nhật Bản cùng với mỹ thuật và Phật giáo. Do được phổ biến theo chân các nhà sư, nên trà đạo Nhật Bản mang đậm phong cách của thiền. Có thể kể đến nhà sư Maruta Zuko, người đã tìm thấy vẻ đẹp giản dị trong văn hóa uống trà. Với ông, thiền và trà đều chung một mục đích, đó là tìm đến sự thăng hoa, thuần khiết và nhất là sự thức tỉnh của tâm hồn. Tinh thần đó cũng là tinh thần của trà đạo. Bởi vậy sau này, nhiều nhà sư và những người tu tập vẫn tìm đến trà như một phương thức để thiền định. Văn hóa trà Việt sau này tuy đa dạng ở những thể thức khác nhau, nhưng cũng không nằm ngoài tinh thần đó. Giáo sư Trần Ngọc Thêm viết rằng, người Việt Nam mời nhau uống trà không phải đơn thuần là để giải khát, mà để biểu hiện một phong độ văn hóa thanh cao, một sự kết giao tri kỷ, một tấm lòng ước mong hòa hợp, một sự tâm đắc của những người đối thoại. Người Việt Nam mời nhau uống trà là để bắt đầu một lời tâm sự, để bàn chuyện gia đình, xã hội, chuyện thế thái, nhân tình, để cảm thấy trong chén trà có cả hương vị của đất trời, cỏ cây và muôn vật. Bây giờ thì chúng tôi cũng muốn biết nhiều hơn cái mối quan hệ giữa trà và Phật giáo. Vì sao lại chọn chén trà để nói về cách hành thiền mà lại không phải một thức uống nào khác? Thông qua chén trà thì người ta sẽ thực hành thiền như thế nào ạ? Cái này thì chúng ta phải trở về xa xưa. Chỉ biết là trước thế kỷ thứ 7 thì loài người uống trà như một thức uống hổ lốn. Người ta hái lá trà, người ta cho vào nồi đất, xong người ta cho vào cam, vào chanh, người ta cho muối, người ta nấu. Và với con người thời đó thì trà đơn giản là một thức uống có tốt cho sức khỏe. Và sau này thì chính các thiền sư là người đã nâng trà lên thành nghệ thuật. Bởi vì chị biết là một trong những cái việc hàng ngày các vị thiền sư đã thực hành thiền. Và trà, trong trà xanh thì có nhiều hoạt chất, trong đó có hai hoạt chất là tannin và caffeine, đó là hai hoạt chất làm cho các tỉnh thức. Và vì thế các vị thiền sư trước lúc ngồi thiền thì hay uống trà vào sáng sớm, uống trà để nhờ hai hoạt chất đó mà các vị tỉnh thức. Và nhờ tỉnh thức thì các vị mới có thể nhập định nó rất là tốt, tránh chuyện ngủ gật. Chị biết là có một vị thiền sư trong lúc ngồi thiền vì ngủ gật, và vì muốn không ngủ gật thì ngài đã nhổ cái lông mi mắt của mình ném xuống đất để thức tỉnh mình. Và từ đó thì mọc lên một loại cây mà các vị thiền sư khác uống thì thấy rất bình thản và tĩnh tâm trong ngồi thiền. Thì theo huyền thoại của người Nhật Bản thì đó chính là cây trà. Và theo huyền thoại của Trung Hoa thì vị thiền sư đó chính là Bồ Đề Đạt Ma. Sau này thì các vị thiền sư đã đưa vào đó rất nhiều yếu tố của thiền của đạo Phật. Chị biết là ngày xưa thì thường trà thì hay uống vào sáng sớm. Sáng sớm là bởi vì tầm 4-5 giờ sáng thì các ngài đã dậy uống trà rồi. Một là buổi sáng thì không gian rất tĩnh mịch, thì đấy là một cái nơi không gian rất lý tưởng để thường trà. Thứ hai là 4-5 giờ sáng thì cái tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Và với tâm thanh tịnh như vậy thì chúng ta sẽ thưởng thức cái chén trà trọn vẹn. Và đặc biệt là 4-5 giờ sáng chính là thời khắc của âm dương đang giao hòa. Cái khí âm của đêm tàn sắp qua đi và khí dương của ngày mới đang đến. Vậy thì thường trà mà cái lúc âm dương giao hòa đấy sẽ rất tốt cho sức khỏe. Và chị hãy hình dung là ngày xưa mà pha trà thường trà thì phải đun bằng hỏa lò cấp dương đồng và tân hoa. Thì 4-5 giờ sáng các vị đã dậy múc nước cho vào cái cấp dương đồng. Rồi các vị bắt đầu mới nhóm lửa vào cái đóm cho vào cái cửa của hỏa lò. Rồi từng nhát quạt chậm rãi để quạt. Và các vị chú tâm cái mắt của mình để quan sát cái ngọn lửa nó xe vui trên cái bếp than đấy.
rồi lắng nghe cái tiếng than hoa nổ đất thép trong cái hỏa lò. Khi âm thanh đầu tiên réo đồng thì nước đặt sôi khoảng 100 độ. Ngày xưa chị biết là không có cái đèn sáng như bây giờ, các vị toàn dùng đèn dầu hết. Và vì thế mà để mà biết được nước sôi độ nào thì phải dùng cái thính giác, cái tai của mình để lắng nghe. Mà vì thế 10 phút mà ngồi chậm rãi quạt từng nhát quạt, rồi ánh mắt mình tập trung quan sát cái ngọn lửa reo vui trong ấm đồng, rồi lắng nghe tiếng than hoa nổ đất thép, rồi đón nhận âm thanh đầu tiên trong ấm đồng ấy, thì 10 phút ấy là 10 phút của thiền định. Khi pha trà thì cái tâm không có dao động, họ không có nuối tiếc quá khứ, không lo lắng tương lai, cái tâm an trú hoàn toàn trong giây phút hiện tại đó, để làm thế nào có một chén trà ngon để mình thưởng thức. Và nếu như có tri kỷ, có tri âm ngồi đối diện thì cũng làm thế nào để có một chén trà ngon nhất cho mời khách. Và khi thưởng thức thì chị biết rồi, người xưa thưởng thức trà thì bao giờ cũng chậm rãi, thảnh thơi, không có vội vã hấp tấp. Khi thưởng thức thì người xưa bao giờ cũng khi đặt chén trà trên lòng bàn tay thì cái bàn tay trái lúc này sẽ trở thành bông hoa sen năm cánh, mà chén trà sẽ trở thành một cái viên ngọc ở giữa là bông hoa sen. Và khi dâng mời khách thì bao giờ người ta cũng chậm rãi xoay chén trà trên lòng bàn tay và tìm một cái mặt chén đẹp nhất và xoay cái mặt chén đẹp nhất đến phía về khách. Thì đó là biểu lòng tôn kính của người chủ đối với người khách. Và trong vòng mấy chục giây chúng ta chậm rãi chúng ta xoay chén trà trên lòng bàn tay cũng là mấy chục giây của thiền. Thì thưa chị, là khi thưởng trà thì với các thiền sư thì họ hay ngồi trên cái bồ đoàn, nhưng với tầng lớp phong lưu quyền quý ngày xưa thì các cụ hay ngồi trên cái ghế trường kỷ giống như chị và tôi đang ngồi như thế này, hoặc là ngồi trên giường vụ. Nhưng dù ngồi ở tư thế nào thì người ta cũng thả lòng toàn bộ cái thân và thả lòng toàn bộ cái tâm. Và khi thưởng thức thì bao giờ cái bàn tay trái của mình cũng đặt ở dưới bàn tay phải. Đây là sự nâng niu trên trà, nhưng đây cũng là một cách để hàm ơn. Chúng ta hàm ơn mây mưa nắng gió đã cho chúng ta những cánh đồng trà ngon. Chúng ta hàm ơn những người nông dân mùa nắng ngay xương đã chăm sóc những cái trà ngon chúng ta. Và chúng ta hàm ơn những nghệ nhân trà đã sao tầm cho chúng ta chén trà ngon ngày hôm nay. Sau khi hàm ơn vạn vật xong, chúng ta mới chậm rãi nâng chén trà lên ngang tầm mắt, thật chậm rãi, thật thảnh thơi thông thả. Và mắt chúng ta nhìn theo. Chúng ta nhìn theo làm gì ạ? Để cảm nhận vẻ đẹp của chén trà. Chúng ta nhìn vào chén trà, chúng ta phải thấy rằng là trong chén trà này không chỉ có trà. Chúng ta nhìn sâu chén trà, chúng ta sẽ nhìn thấy là trong chén trà này có rất nhiều ánh nắng. Và một điều hiển nhiên là nếu như không có nắng dại lên những cái cây trà thì cây trà không thể phát triển được. Nhìn sâu chén trà này chúng ta còn nhìn thấy rất nhiều những hạt mưa. Bởi vì không có những cơn mưa tưới tẩm vào đồi trà thì cây trà không thể xanh tốt, không thể phát triển được. Nhìn sâu trong chén trà này chúng ta còn nhìn thấy cả những ánh trăng nữa. Bởi vì vào những đêm trăng thì ánh trăng tưới mát trên cả đồi trà. Và nhìn đáy cùng của chén trà này chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều những giọt mồ hôi. Đó là công phu sáng tác của những người nông dân. Và vì thế cái việc nhìn chén trà này, nhìn sâu vào nó, chúng ta sẽ ngộ ra một cái thuyết rất nổi tiếng của nhà Phật, đó là một trong tất cả và tất cả trong một. Khi mà chúng ta quán chiếu chén trà như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng chén trà trên tay mình rất là quý. Và vì thế, vì quý như vậy thì khi thưởng thức chúng ta phải toàn tâm toàn ý để chúng ta thưởng thức nó. Đưa chén trà lên mũi này, chúng ta hít những hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của nó. Và khi cảm nhận hương thơm rồi, chúng ta mới đưa lên môi nhấp ngụm trà đầu tiên. Chúng ta nhấp một ngụm nhỏ trong miệng và chúng ta ngậm trong miệng khoảng 5 đến 7 giây. Thì chị biết là khi chúng ta ngậm cái ngụm trà trong miệng khoảng 5 đến 7 giây thì toàn bộ hương thơm của trà sẽ xông não bộ và chúng ta sẽ cảm nhận rõ hương thơm của nó. Còn than ôi như ực 100% thì chúng ta không kịp cảm nhận bất cứ một cái gì. Còn với các cụ ngày xưa, thưởng trà tức là nhâm nhi từ ngụm nhỏ nhẹ để cảm nhận hết hương thơm vị đượm của nó. Vì thế thì mới có một câu là thập nhị lan can nhất chản trà. Thập nhị lan can, ta đi hết 12 bậc cầu thang mới thưởng thức hết một chén trà. Thế thì thưa chị, là khi thưởng thức trà như vậy thì cái tâm của chúng ta an trú hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Chúng ta không có hướng chạy về quá khứ, chúng ta không lao lên tương lai. Và khi chúng ta an trú hiện tại, cảm nhận hết hương thơm vị đượm của nó, thì cái tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Và vì thế thưởng trà đối với người xưa chính là một cách để hành thiền. Vâng, bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta gọi là thiền trà. Đúng như anh nói, tất cả những xúc giác, vị giác, thính giác, tất cả những cái giác quan của mình tập trung vào chén trà và vào
toàn bộ cái quá trình pha trà. Dừng lại ở hai chữ tập trung thì đúng là nó là những cái giây phút mà sống hết mình với hiện tại, đúng với cả cái tinh thần bây giờ và ở đây, đúng không ạ? Vậy thì người ta nói nhiều về cái chuyện cảm nhận được sự đời, cảm nhận được đạo lý thông qua chén trà. Nó cũng giống như việc là nhấp một ngụm trà vào thì thấy chát, nhưng sau đó thì để lại hậu vị là một cái vị ngọt, nó dai dẳng mãi. Nó cũng giống như là những câu chuyện ở cuộc đời, phải không anh? Đúng thế ạ. Chị biết nhà Phật có một câu nói rất nổi tiếng là không bùn thì không sen. Hoa sen thì rất thơm, nhưng hoa sen chỉ nở trên bùn lầy thôi. Nếu như chúng ta đã từng trải qua khổ đau thì chúng ta mới biết trân quý của hạnh phúc. Và vì thế thì cái việc chúng ta thưởng trà cũng giống như vậy. Đầu tiên khi thưởng trà, như chị nói, là chúng ta cảm nhận cái vị chát của nó. Nhưng sau vị chát đấy, chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái vị ngọt dịu. Thì cũng giống như cuộc đời, chúng ta trải qua nhiều sóng gió, nhiều phong ba, thì chúng ta sẽ là cơ hội để chúng ta rèn giũa cái bản lĩnh, cái tài năng của mình. Và nhờ điều đó thì chúng ta mới có thể có thành công. Nếu như chúng ta hiểu được nó thì mỗi khi sóng gió đến, chúng ta bình thản đón nhận nó. Và chúng ta hiểu rằng đây chính là cơ hội để chúng ta rèn giũa mình, cơ hội để chúng ta tu tập. Chứ không phải như nhiều người khi sóng gió đến chúng ta sợ hãi, chúng ta hốt hoảng, rồi chúng ta kêu than, chúng ta oan trách. Không phải vậy. Tôi là một người nghiên cứu về trà, và tôi cũng là người dạy về trà. Thì tôi uống trà hàng ngày. Thì trà với tôi nó không chỉ là thiền, mà trà còn là một thứ đạo thực sự, là một cách để tôi tu tập. Trà dạy tôi về, đầu tiên là dạy tôi về cái sự sạch sẽ, dạy tôi về sự ngăn nắp. Bởi vì một người yêu trà thì không chấp nhận cái không gian uống trà của mình bẩn thỉu hay bụi bặm được. Trà dạy tôi sự kiên nhẫn. Nó không phải pha 1, 2 phút hay 5 phút, mà nó mất 15, 20 phút. Và vì thế nếu như chúng ta không sự kiên nhẫn thì chúng ta không thể tổ chức bữa trà được. Và sự kiên nhẫn ấy rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Khi tôi pha trà cho bất kỳ ai, dù là người già hay người trẻ, dù là người sang hay người hèn, thì thứ nhất là tôi phải toàn tâm toàn ý. Tôi dành thời gian pha để tôi mong muốn có một chén trà ngon. Và khi tôi dâng mời trà khách, dù đó là ai, thì tôi cũng bao giờ cũng phải trân trọng dâng mời họ bằng hai tay. Và vì thế thì từng ngày, ngày nào tôi cũng làm như vậy, thì chén trà đã dạy cho tôi sự khiêm nhường. Và sự khiêm nhường ấy rất cần thiết cho chúng ta, đặc biệt đối với người tu tập, một Phật tử như tôi. Đấy là chưa kể trà còn dạy tôi cái tính nhu mì. Bởi vì là khi mình thưởng trà trong không gian tĩnh lặng thì trà nó giúp tâm tôi tĩnh lắm. Và nhờ tâm tĩnh ấy thì tôi mới nhìn sâu vào mình để tôi biết rằng là trong tôi đây có những hạt giống tốt, trong tôi đây cũng có những hạt giống xấu, thì tôi mới có cơ hội để tôi sửa mình. Và trong một thời cuộc ngày hôm nay, trong rất nhiều gia đình bây giờ mất truyền thông, vợ chồng không thể nói chuyện được với nhau, cha con không nói chuyện được với nhau, thì tôi nghĩ rằng là cái việc thưởng trà giống như truyền thống gia đình nhà tôi và nhiều gia đình khác, là cứ sau bữa cơm tối ông bà cha mẹ con cái ngồi tụ quần với nhau bên ấm trà, thì việc uống trà như vậy chính là cách để gắn kết tình cảm các thành viên gia đình với nhau. Và với tôi thì uống trà là một cách để chúng ta xây dựng tình thân. Tôi tin chắc khi mà chúng ta nói với nhau đến giờ này thì nhiều người cũng sẽ đặt ra một câu hỏi là nếu như tôi không phải là Phật tử, tôi chỉ là một người mà cũng có quá nhiều bộn bề vì cuộc sống, thì thứ nhất là thời gian đâu tôi dành cho trà, thứ hai là làm thế nào để tôi có thể cảm nhận được tất cả những cái lợi lạc như anh nói từ trà, và tôi sẽ phải tiếp cận với trà như thế nào đây? Thưa chị, tôi nghĩ rằng là trà cũng giống như Phật giáo. Phật giáo thì không có kỳ thị các tôn giáo khác, và bữa trà cũng vậy. Trà thì không có phân biệt là ở tầng lớp hay là ở tôn giáo nào. Nếu như quý vị xem trình này mà quý vị thấy rằng là những chia sẻ của tôi mà quý vị thấy là nó có lợi lạc thật, thì quý vị hãy ứng dụng. Và chúng ta có thể bắt đầu bằng việc là chúng ta pha trà và thưởng trà, nhưng thay bằng là chúng ta pha một cách vội vã, chúng ta pha một cách hớt hải, chúng ta uống một cách hớt hải, thì chúng ta hãy chậm tập là chúng ta pha một cách thong thả, thảnh thơi.
thảnh thơi đến độ mà giống như chúng ta là những kẻ vô công rời nghề, chúng ta không vướng bận một cái gì. Và thưa quý vị, nhiều người bảo với tôi là em cũng thích uống trà lắm nhưng mà em không có thời gian. Thì thưa quý vị, thưởng trà nó không mất nhiều thời gian đâu, nó chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. Mà nửa tiếng ấy tôi nghĩ là nó rất giá trị ông ta. Một là trà nó tăng cường sức khỏe. Các nhà khoa học hiện đại đã phân tích là trong trà xanh thì có khoảng 108 hoạt chất. Trong đó có nhóm rất quý như vitamin A, vitamin C, vitamin B. Đặc biệt là vitamin B là một loại vitamin chống béo phì. Uống trà thì giúp tỉnh thức, và đặc biệt là uống trà để phòng chống ung thư nữa. Và vì thế thì tôi nghĩ rằng là uống trà trước mắt tốt sức khỏe. Nhưng nếu như quý vị mà thưởng trà theo cách mà tôi vừa chia sẻ thì còn giúp cho quý vị có được một sự tĩnh lặng ở trung tâm. Cái thứ ba là hiện nay như tôi vừa nói ở phần đầu là rất nhiều gia đình bây giờ mất truyền thông hoàn toàn. Rất nhiều gia đình bây giờ là cha con không nói chuyện được với nhau. Vợ chồng cũng vậy. Nhất là trong cái thời đại công nghệ, chúng ta bị chi phối quá nhiều bởi cái smartphone. Và rất nhiều cặp vợ chồng cả ngày đi làm, tối về ăn cơm với nhau thì mỗi người cũng cắm mặt vào điện thoại. Thậm chí lên giường ngủ rồi cũng cắm mặt vào điện thoại, không ai nói chuyện với ai cả. Mà vì thế rất nhiều gia đình bây giờ bị đổ vỡ. Thì tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta đưa cái chén trà chúng ta trở vào trong đời sống gia đình, giống như tổ tiên chúng ta đã từng làm, là sau bữa cơm chiều chúng ta ngồi quây quần với nhau, thì chắc chắn là cái tình thương trong gia đình đã thiết chặt. Và có một cái điều mà tôi rất tâm đắc là nhà Phật có một câu nói nổi tiếng là nền hiểu là nền tảng của thương yêu. Có hiểu thì mới có thương. Khi chúng ta thương ai đó thì chúng ta cần phải hiểu người đó. Nếu như chúng ta yêu ai đó mà chúng ta không hiểu người đó thì cái tình thương chúng ta chỉ làm cho người đó ngột ngạt, bức bí, khổ đau thôi. Và tôi nghĩ rằng là thưởng trà đối ẩm giống như tôi với chị sẽ giúp cho chúng ta mở lòng với nhau nhiều hơn. Chúng ta dễ chia sẻ với nhau những điều thầm kín. Và một người nói, một người nghe chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta hiểu. Và khi chúng ta có hiểu rồi thì chúng ta sẽ có một tình thương đích thực. Từ bao giờ ạ? Từ bao giờ anh xây dựng cho mình cái nếp là qua chén trà để có thể thanh lọc được nhiều thứ muộn phiền và để gia tăng thêm những cái chất lượng khác ở trong chính tâm trí của mình? Trước đó anh như thế nào và sau đó anh như thế nào? Tôi thì may mắn sinh ra trong đình truyền thống làm nghề trà. Vì thế thì tôi có nói với mọi người là từ khi tôi là một thai nhi trong bụng mẹ thì tôi đã uống trà rồi. Vì mẹ tôi là cũng là một nhân trà mà uống trà suốt ngày, mà tôi thai nhi 10 tháng tuổi đã uống trà cùng mẹ rồi. Sau này là một đứa trẻ nhỏ thì đến buổi tối thì thường ăn cơm với gia đình, sau bữa cơm là bao giờ cũng pha trà. Và tôi mười mấy tuổi đã biết pha trà cho cha mẹ rồi, cho anh chị rồi. Thế nhưng mà với tôi ngày đó thì đơn giản chỉ là uống trà rồi thấy ngon và chỉ dừng ở đó thôi. Nhưng sau này khi trở thành một nghệ nhân, đặc biệt là khi tôi được làm học trò của thiền sư Thích Nhất Hạnh, tu tập thiền tông hàng ngày, thì tôi mới quán chiếu sâu vào trà. Thì tôi mới thấy rằng là trà nó không chỉ là nghệ thuật, nó không chỉ là thưởng thức, mà trà là một phương pháp hữu hiệu để giúp mình tĩnh tâm. Khi mình thực hành nó điều hàng ngày thì cuộc sống của tôi nó rất nhiều bình an, rất nhiều hạnh phúc. Tôi luôn ăn như tự tại trong hoàn cảnh. Và có những người thân chơi với tôi 20 năm nay rồi mà lúc nào thấy anh Sướng cũng thong dong, tự tại, an nhiên, không bao giờ thấy cáu kỉnh, không bao giờ thấy phàn nàn, không thấy vất hại. Thậm chí có những người hỏi tôi là anh Sướng có giờ biết buồn không, rồi anh Sướng có sóng gió bao giờ không. Thì tôi có nói mọi người là tôi cũng giống như mọi người thôi. Cuộc sống này mình có cái thân này mình thì mình sẽ có những va đập, những sóng gió. Đấy, nhưng nhờ mình biết tu tập, mà trong đó một cái pháp môn với tôi là mình thiền trà, thì mình biết cách đối diện với những cái khó khăn đó. Thậm chí tôi bình thản đón nhận những sóng gió. Và nhờ sự bình thản đó thì cái tâm tôi tĩnh lặng này, tôi tìm ra cách thì tôi chuyển hóa giải nó. Và đặc biệt là với tôi thì uống trà cũng là một cách để mình xây dựng cái tình thương với những người thân của mình. Bởi vì tôi là Phật tử thì tôi luôn ý thức được là mình không chỉ xây dựng cái bình an hạnh phúc, cái tình thương cho mình, mà mình cần phải hiến tặng cho người thân của mình, những người mình gặp gỡ, cái năng lượng bình an hạnh phúc và tình thương đó. Và vì thế thì tôi biết ơn đạo Phật, tôi biết ơn trà đã cho tôi một cuộc sống an nhiên này. Và hôm nay cảm ơn chị, cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội chia sẻ điều này. Và tôi cũng mong rằng là sau khi xem chương trình này, những ai mà chưa uống trà thì chúng ta có thể hãy làm quen với chén trà. Và tôi tin rằng là nếu như quý vị thực hành chén trà hàng ngày theo cách mà tôi vừa chia sẻ thì chắc chắn quý vị sẽ được nếm trải những lợi lạc vô cùng lớn lao của trà. Những lợi lạc mà tôi nghĩ rằng là những thức uống khác như bia, như rượu, cà phê, coca không thể mang lại cho quý vị được. Và đặc biệt là
trong một cái thời đại như tôi vừa nói là chúng ta mất truyền thông, chúng ta cứ thấy đói hiểu nỗi thương, chúng ta cứ cô đơn trong cái cuộc sống này, thì chén trà sẽ mang lại chúng ta rất nhiều hạnh phúc và tình thương. Vâng, cảm ơn nghệ nhân Hoàng Anh Sướng rất nhiều trong cái khoảng thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ. Thế nhưng tôi nghĩ là nhiều quý vị khán giả, kể cả những quý vị mà chưa tiếp cận với trà, thì cũng tìm được đâu đó một cái sự đồng cảm, để mà chúng ta cùng với nhau tìm được một cái chốn bình an gì đó thông qua chén trà. Bởi vì bây giờ đúng như anh nói, mọi thứ nó diễn biến rất nhanh, nó chuyển động rất nhanh, khiến cho chúng ta cứ phải chạy theo, cứ phải bị cuốn lấy. Và đây chính là những cái giờ phút mà chúng ta được bình an trở lại. Đặc biệt là trong bối cảnh này thì hai chữ bình an lại được mọi người mong đợi hơn bao giờ hết. Và chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị khán giả chén trà như thế này. Hy vọng là sau cuộc trò chuyện này thì quý vị có thể có nhã hứng để pha cho mình một ấm trà ngon. Có khi chỉ là để đối thoại với chính bản thân mình, thế nhưng có khi là để đối thoại với chính những người mà mình đang khúc mắc, và cả chính những người mà mình yêu thương nhất, để chúng ta hiểu nhau hơn, thương nhau hơn. Và người ta vẫn nói là hiện tại lạc trú. Đây chính là cái giờ phút mà chúng ta sống hết mình với hiện tại. Và có lẽ những cái giờ phút như thế này càng nhiều thì chúng ta sẽ càng hiểu được mình hơn và thông cảm hơn với tất cả những thứ chuyển động xung quanh mình. Cảm ơn nghệ nhân Hoàng Anh Sướng rất nhiều với câu chuyện bên chén trà ngày hôm nay, về nghệ thuật thưởng trà, về chính cái việc mà chúng ta tìm lại mình như thế nào thông qua việc thực hành thiền, thực hành uống trà. Và xin chúc cho anh cũng được bình an trong từng giây phút ạ. Chị cảm ơn chị. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, đây cũng chính là những giây phút cuối cùng của chương trình Dưới Bóng Bồ Đề ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị khán giả chúng ta cũng sẽ tìm được cho mình những phút giây bình an trong chính mỗi chuyển động từng ngày, trong chính những phút giây hiện tại. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và yêu thương của quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Dưới Bóng Bồ Đề lần sau.